Sinh ba con, vợ biên tập viên Quốc Khánh vẫn được khen trẻ đẹp như gái 30. Quốc Khánh là gương mặt quen thuộc khi dẫn các chương trình thể thao quen thuộc như Chuyển động 24 giờ, Thể thao 24/7, Ấn tượng thể thao 7 ngày. Hậu phương cho biên tập viên Quốc Khánh phát triển sự nghiệp là bà xã Nguyễn Anh Thư. Được biết, một nửa của biên tập viên thể thao nổi tiếng hiện cũng đang công tác tại đài truyền hình Việt Nam. Bà xã Quốc Khánh hiện tại đã ngoài 40 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở. Cặp đôi có chung 2 con gái và một cậu nhóc kháu khỉnh, đáng yêu. Mới đây, Quốc Khánh đăng ảnh đời thường của mình khi không lên sóng. Anh cùng bà xã trốn con đi nhậu vỉa hè. Như bao người bình thường khác, cặp đôi cũng gọi những món dân dã như lạc, đậu chiên. Vợ Quốc Khánh dù bị chồng chụp lén nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Thậm chí cô được một người nhận xét như gái 30 dù mới đón tuổi 42 cách đây không lâu. Theo thời gian, nhan sắc của bà xã biên tập viên Quốc Khánh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Dễ dàng nhận thấy cô có gương mặt rạng rỡ và vóc dáng quyến rũ.